Bé trai 10 tuổi rơi xuống hố bê tông, chủ tịch Đồng Tháp trực tiếp chỉ huy giải cứu. Sáng nay mùng 2 tháng 1, ông Phạm Thiện Nghĩa, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, trực tiếp có mặt tại hiện trường nơi cháu bé 10 tuổi gặp nạn. Lãnh đạo tỉnh khẳng định đang cố gắng triển khai bằng nhiều biện pháp sớm rút ngắn thời gian để nhanh chóng tìm được cháu bé. Trao đổi với báo chí, giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo cho biết, sáng nay lực lượng cứu hộ vẫn tiến hành giải cứu bé trai theo phương án trong quá trình thực hiện phát sinh một số tình huống xảy ra nên phải điều chỉnh đảm bảo an toàn tốt nhất cho cháu bé và lực lượng thực hiện. Tối qua chúng tôi chỉ tạm dừng khoảng 1-2 tiếng để đưa ra phương pháp tối ưu, sau đó vẫn tiếp tục công tác giải cứu cháu bé một cách sớm nhất, an toàn nhất. Ông Lê Hoàng Bảo nói và cho biết hiện khối công việc giải cứu cháu bé rất lớn, phải điều động thiết bị nhân lực, vì vậy phải có sự phối hợp nhịp nhàng, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân để quá trình cứu hộ cháu bé thuận lợi. Cũng trong sáng nay, ông Phạm Thiện Nghĩa, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp và ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã đến hiện trường kiểm tra chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ tại hiện trường sau khi nghe báo cáo công việc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp phạm thiện nghĩa yêu cầu các lực lượng tập trung nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ càng sớm càng tốt như kế hoạch đã đặt ra ông nghĩa lưu ý quá trình triển khai phải đảm bảo tuyệt đối an toàn Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh sẽ giao cho Sở Thông tin và Truyền thông có phát ngôn chính thức về vụ việc. Chúng tôi cố gắng triển khai bằng nhiều biện pháp, sớm rút ngắn thời gian để nhanh chóng tìm được cháu bé. Theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng cứu hộ đang áp dụng việc khoan xoắn ốc được điều từ nơi khác đến để khoan quanh vị trí cọc bê tông nơi cháu bé 10 tuổi bị mắc kẹt bởi phương án khoan cọc nhồi cứu hộ có thể làm lệch mố cọc bê tông mà cháu bé bị mắc kẹt trưa cùng ngày ông phạm thiện nghĩa chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp đã đến thăm hỏi động viên gia đình cháu bé tại đây lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp chia sẻ với gia đình về việc đau lòng này đồng thời cho biết tỉnh đang tập trung phương tiện con người để tập trung cứu hộ cháu bé sớm nhất